Hello mọi người, mình là Trần Bình Đề. Mình đang cảm thấy rất là vui vì video này nên những gì mọi người sắp xem là một video du lịch. Hiện tại mình đang ở Jacksonville. Nên mình có ra downtown chơi thì thấy có một chiếc thuyền taxi, mình có tìm mua vé để trải nghiệm. Ở đây có xem cá heo, hoàng hôn và ngắm đèn buổi tối. Mọi thứ đều riêng biệt vào những giờ khác nhau. Mình đã chọn xem đèn vào 7 giờ tối và giá vé cho hai người là 49 đô cộng tip. Mọi người theo dõi video mình nhé, gặp mọi người sau. Hello mọi người, mình trở lại rồi đây. Hiện tại đang là 4 giờ, bây giờ cùng mình đi ngắm hoàng hôn nha. Đáng lý ra mình sẽ đi vào 7 giờ nhưng mà tầm 3 giờ hôm nay bên thuyền có gọi cho mình và muốn giờ lịch lên 4 giờ rưỡi. Mình có nói với họ là mình chỉ muốn xem đèn buổi tối. Họ nói vì 7 giờ có hai đứa mình mà thời tiết hôm nay sẽ rất lạnh nên sẽ giờ lên và họ sẽ cố ở lại lâu hơn xíu để được xem đèn. Mình tới thuyền rồi, thuyền này rất lớn. Mình hơi bất ngờ vì lúc đầu mình nghĩ nó chỉ nhỏ như hôm bữa mình thấy. Vừa bước lên trên thuyền mình đã cảm thấy rất là lạnh, gió rất là to. Người lái thuyền có nói rằng lúc đi sẽ rất lạnh vì hướng gió, nhưng mà khi quay đầu thì sẽ đỡ hơn. Bây giờ cùng mình đi ngắm mặt trời lặn thôi nè. Ở đây mình có thể gọi bia hoặc rượu vang, mình có gọi rượu vang đỏ uống cũng ok. Trời bắt đầu tối, đèn bắt đầu lên, siêu đẹp luôn. Lúc này thời tiết siêu lạnh tầm 5 độ C, thấy mình nó tê luôn á.
mọi người nên thử và tận hưởng cái đêm nay nha. Tạm biệt mọi người.